ngờ danh sách fan cuồng của Mỹ Tâm có rất nhiều tên nghệ sĩ đình đám showbiz Việt. Trong đại gia đình fan của nữ ca sĩ Mỹ Tâm có sự xuất hiện của không ít ngôi sao đình đám làng giải trí Việt như danh hài Trường Giang, Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Hoàng Thùy. Trường Giang, ít ai biết rằng danh hài Trường Giang là một người hâm mộ đặc biệt của ngôi sao ca nhạc Đồng Hương. Vì quá mê Mỹ Tâm, anh vừa đăng một clip lên mạng xã hội, nài nỉ đàn chị ký tặng album Tâm Chính được ra mắt cách đây không lâu. Rất may mắn cho danh hài khi clip này nhanh chóng đến được tay Mỹ Tâm và cô đã đồng ý tặng cho anh một CD với chữ ký chuẩn xịn. Văn Mai Hương, không chỉ là sự nghiệp âm nhạc, Văn Mai Hương còn ngưỡng mộ cách sống chân thành, tốt bụng của đàn chị Mỹ Tâm. Trong một show diễn mới đây, nữ ca sĩ không ngừng run rẩy khi gặp được bà bụt cứu nguy đúng lúc. Giọng ca họ Văn kể được đàn chị cho mượn cả váy lẫn giày khi trang phục của mình không may rách toạc. Chị Tâm ơi, em yêu chị đúng là chị Mỹ Tâm của em rồi, chị đúng là bà bụt của em, nữ ca sĩ dâng trào cảm xúc. Hoa hậu Kỳ Duyên, nằm trong cộng đồng người hâm mộ họa mi tóc nâu còn có Hoa hậu Kỳ Duyên. Chân dài họ Nguyễn cho biết, ca sĩ Mỹ Tâm chính là thần tượng của cô, những bài hát của đàn chị cũng là tuổi thanh xuân của người đẹp. Hoàng Thùy, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhưng Hoàng Thùy đặc biệt hâm mộ nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Trong 6 năm theo nghề, đã có lần người đẹp họ Hoàng được gặp gỡ thần tượng trong một sự kiện giải trí. Thế nhưng, cô chỉ đứng từ xa và ngắm đàn chị. Ca sĩ Nam Cường, một trong những fan cứng của Mỹ Tâm phải kể đến nam ca sĩ Nam Cường. Ngay từ khi còn là một cậu học sinh, anh mê mệt đàn chị tới mức treo đầy hình ảnh của cô trong phòng ngủ, giọng ca bay giữa ngân hà tâm sự. Mỹ Tâm chính là một tấm gương sáng để anh noi theo khi quyết định lấn chân vào con đường nghệ thuật. Ca sĩ Thanh Duy, cuồng Mỹ Tâm không kém Nam Cường làm nam ca sĩ Thanh Duy. Kể từ khi là một cậu học trò cho tới thời điểm hiện tại, tình yêu mà Thanh Duy dành cho đàn chị vẫn chưa hề thay đổi. Mỗi lần nhắc tới Mỹ Tâm, nam ca sĩ luôn bày tỏ sự tự hào vì có một thần tượng hoàn hảo. Đông Nhi, không kém ai, Đông Nhi cũng dành tất cả sự ngưỡng mộ cho đàn chị Mỹ Tâm. Những ai yêu mến Đông Nhi chắc hẳn đều biết cô hâm mộ họa mi tóc nâu ngay từ khi còn nhỏ. Theo con đường ca hát, bạn gái ông Cao Thắng cũng lấy Mỹ Tâm làm tấm gương phấn đấu. Tới hiện tại, dù đã là người có tên tuổi, nhưng Đông Nhi vẫn luôn hồi hộp và khép nép mỗi khi gặp gỡ thần tượng của mình. Khởi My, cả hai vợ chồng Khởi My, Kevin Khánh đều là fan cuồng nhiệt của Mỹ Tâm, đặc biệt là Khởi My, cô mê đàn chị ngay từ khi còn nhỏ xíu. Giải nhất tiếng ca học đường 2007 khoe mình, từng canh me xin mãi để được hát trong buổi họp fan của thần tượng. Giống như Nam Cường, phòng ngủ của Khởi My cũng treo rất nhiều hình ảnh của ngôi sao ca nhạc gốc Đà Nẵng. Subin Hoàng Sơn, trong một chương trình, Subin Hoàng Sơn lần đầu tiết lộ ngưỡng mộ Mỹ Tâm ngay từ khi còn nhỏ. Ngay ở thời điểm đó, anh đã thuộc lòng rất nhiều bài hát của đàn chị, trong đó đặc biệt yêu thích ca khúc Cây đàn sinh viên. Nhật Thủy, nằm trong cộng đồng người hâm mộ Mỹ Tâm còn có quán quân Việt Nam Idol 2013, Nhật Thủy. Cũng vì tình yêu nồng nhiệt dành cho giọng ca Ước Gì, nên cô đã chọn hóa thân thành thần tượng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2015.